cho anh em đang theo dõi kênh Vinh Hành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về một cái combo karaoke bao gồm là một cái cặp loa Bose 314. Đây là dòng loa Bose xuất Nhật. Nó sẽ có một cái phiên bản độc lạ nha. Và phiên bản xuất ra nước ngoài thì nó sẽ là phiên bản 301 series 4 và dòng loa đi Nhật đó là 314 nha. Và một chiếc lọc Equizer đến từ hãng Yamaha, model là AW1100. Đây là dòng lọc size lớn có thiết kế dải đèn nước rất là đẹp. Và một chiếc mini karaoke PMB model là DAX55, thiết kế một cái dải đèn nước đánh rất là đẹp nha. Rồi về thông số của chiếc mini karaoke PMB DAX55, đây là dòng size lớn, chiều ngang của nó là 42 cm và chiều cao là 14 cm, chiều sâu của nó là 42 cm. Dòng này thì nó sẽ đánh là 4 xoan hang to nha, điện áp 100V. Dòng này thì được sản xuất tại Nhật Bản luôn, dòng karaoke chuyên nội địa Nhật. Điện áp 100V và công suất lên tới là 220W made in Japan. Rồi dòng này thì nó sẽ có những cái chức năng cao cấp của một cái chiếc amply karaoke chuyên nghiệp nha. Xử lý là echo kỹ thuật số. Đánh đèn nước cực đẹp luôn. Rồi và máy về thì trong tình trạng đẹp góc cạnh hết luôn nha. Và dòng này thì nó sẽ có bộ xử lý là DSP 18 bit, chỉnh tông tông nhạc nè. Đây là dòng nội địa Nhật nên tất cả những cái chức năng nó điều khiển là bằng tiếng Nhật hết nha. Đây là volume của micro nè, volume của nhạc nè, 3 mic là mic 1 mic 2 mic 3, và đây là echo. Rồi dòng này thì nó sẽ có luôn cái nắp cốp ở bên trong nha, ta sẽ bật ra. Tất cả đều là bằng tiếng Nhật nha. Vì sử dụng thì cũng rất là đơn giản nha em. Rồi nút 1, 2, 3. Đây là chức năng để dùng cho music. Đó là chức năng chỉnh bass nè, mic và chép, đó là cho music. Và 3 nút kế bên, đó là bass, mic và chép cho phần micro. Và tiếp theo nữa là 2 nút, đó là repeat và delay, dùng cho chỉnh cái echo. Rồi nút BGM, đây là chỉnh volume của cái ngõ vào đi trực tiếp nha. Rồi những cái đấm chỉnh cân bằng cho các ngõ vào, dùng để chức năng để thu nha. Và đây là các chức năng để lựa chọn cái chế độ echo. Và đây là chế độ echo theo menu. Và hai chế độ echo còn lại khi mà ta nhấn sẽ nó sẽ thay đổi nha. Đó là các chế độ echo. Trong này thì nó sẽ cho chúng ta cái chất âm echo rất là hay nha. Và bên trong nó sử dụng một cái con chip xử lý DSP, xử lý echo to khủng luôn. Rồi chút nữa em sẽ quay cái nội thất bên trong của chiếc mini này cho anh em. Và với chiếc mini karaoke chuyên nghiệp đến từ hãng BMB, một dòng thương hiệu nổi tiếng của Nhật. Dòng này thì rất là nổi tiếng nha, chuyên làm những cái loa karaoke, amply karaoke chuyên nghiệp. Chất âm của nó rất là quy luật nha. Và nó sẽ cho phép chúng ta đánh cả hai cặp loa cùng lúc luôn, đánh vô tư. Và chơi loa 30 cũng rất ổn nha. Công suất của nó lên tới là 220W. Và nó về thì có cả cái nắp cốp này luôn nha. Một số con thì nó sẽ mất cái nắp cốp này. Đây là cái logo BB. Và máy về rất là đẹp nha. Đây đánh một cái đèn nền cực đẹp luôn. Và cái ngõ vào của nó là cái ngõ vào CD nha. Khi mà phát ra âm thanh thì nó sẽ đánh cái đèn. Khi mà bình thường thì nó sẽ là cái ngõ BGM. Và với chiếc mini karaoke PMB DAX55 thì em sẽ bán với giá là 3.800.000 đồng nha. Đánh cực khỏe luôn. Và tiếp theo đó là chiếc lọc Equizer đến từ hãng Yamaha, model của nó là AW1100. Trong này thì nó sẽ chỉnh được những cái dãy tần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dãy tần nha. Và dãy tần của nó được điều khiển bằng kỹ thuật số. Dãy tần thấp nhất của nó là 30Hz nè, 60Hz, 120Hz, 240Hz, 180Hz, 1kg, 2kg, 4kg, 8kg và 16kg nha. Trong này thì được điều khiển bằng kỹ thuật số. Rồi ta sẽ nhấn nè, display nè, em sẽ nhấn là khi mà chuyển qua chế độ chỉnh nha, thì ta sẽ nhấn EQ. Thì tại đây ta sẽ tăng giảm nè, tăng giảm nè, tăng giảm nè, tăng giảm các dãy tần. Và đặc biệt là chất âm của nó chỉnh rất cà phê nha, cải tiến âm sắc rất là rõ rệt luôn. Rồi nó sẽ có những cái bộ nhớ nè, bộ nhớ Zoom Equalizer, các bộ nhớ EQ.
rồi tắt mở EQ nè. Khi mà ta tắt mở cái EQ này thì đây nó sẽ sáng tắt đèn. Rồi chiều ngang của chiếc lọc này là 430mm và chiều cao của nó là 120mm và chiều sâu là 300mm. Và với chiếc lọc này thì em sẽ bán với giá là 3.400.000 đồng. Đẹp long lanh, chơi hay và trưng bày rất là đẹp nha. Rồi khi mà hoạt động thì sẽ chuyển sang chế độ analog thì nó sẽ nhảy cái dải đèn nước rất là đẹp. Và tiếp theo đây là cặp loa Boss 301 Series 4, đó là cái phiên bản xuất và đây là dòng 314. Dòng này thì nó sẽ có cái thiết kế là cái chữ Boss nó to hơn cái dòng thông thường, người ta gọi là Boss chữ to. Dòng này thì nó sẽ không có bao giờ có giả nha, một trong những thương hiệu audio nổi tiếng chuyên dụng để karaoke. Và đây là dòng cải tiến về những cái phiên bản trước đó nha, nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm mạnh mẽ hơn, rõ ràng ở các dải tần số thấp và tần số trung và cao. Rồi con này thì được sản xuất tại Mexico, nó sẽ bao gồm là một loa bass là 20cm. Rồi em sẽ mở cái lưới của nó ra. Một loa bass là 20cm và loa về thì trong tình trạng là đẹp long lanh góc cạnh nha. Đây, lưới ai cần của nó đây. Nó sẽ bao gồm là một loa bass là 20cm và một loa chép là 7.5cm và một cái loa chép là 5.1cm nha. Rồi một cái loa chép 5.1 nằm ở bên hông đây và một cái loa chép 7.5cm thì nằm ở bên hông này. Rồi, chút nữa em sẽ mở ra luôn cho anh em xem. Thiết kế nhỏ gọn nhưng chất âm của nó rất là quy lực nha, một trong những cái dòng loa chuyên nghiệp để karaoke và đặc biệt nghe nhạc cũng khá là hay nha. Và đẹp long lanh góc cạnh luôn. Và bên đây cũng vậy. Đây, anh em sẽ thấy là góc cạnh đẹp ghê hết luôn. Sử dụng những cái dòng này thì anh em rất yên tâm nha, bởi vì không bao giờ có giả trên thị trường. Nó sẽ giả những cái nạp phổ biến nha. Và đây là dòng xuất Nhật cực kỳ hiếm có trên thị trường, nên sẽ không bao giờ có đồ giả. Rồi, cái loa chép 5.1cm và một cái loa chép là 7.5cm. Đây, em mở ra. Các tiếng loa còn đẹp keng hết luôn nha. Rồi kể cả những cái lưới đó của nó cũng vậy nha. Rồi chút nữa em sẽ quay cái mặt sau để soi luôn cho anh em thấy những cái góc cạnh của nó. Rồi với đôi loa này thì em sẽ bán với giá là 7.200.000 đồng. Một đôi loa đẹp keng đến từ thương hiệu Boss dòng 314, dòng chuyên nội địa Nhật. Và nhân đây thì em cũng giới thiệu cho anh em luôn về một cái mic micro để karaoke chuyên nghiệp đến từ hãng Aiwa Sa Văn, Martin Sa Văn nha, 600W, rồi dây liền luôn. Và cái đầu cắm của nó đây, đó là đầu 3.5 và sẽ chuyển qua một cái đầu 6 ly nha, karaoke vô tư. Rồi dây này thì nó dài tầm khoảng là 4m, cầm rất là đầm tay và chắc chắn nha. Dây liền nha, không phải là dây rời. Made in Japan. Rồi với chiếc mic này thì em sẽ bán với giá là 450.000 nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái chất âm của micro trước. Rồi bật lên. Alo, alo, alo. Alo, 1 2 4 6. Alo, alo, alo. Alo, 1 2 4 6. Alo, 1 2. Alo, 1 2. Rồi giảm echo lại nè. Alo, 1 2. Alo, 1 2 4 6. Alo, 1 2. Tiếng cực kỳ dày dặn nha nè. Dày dặn luôn. Alo, 1 2. 1 2 4 6. Alo, 1 2. Và cái giá nó thì chỉ tầm những so bằng những cái micro Trung Quốc mà thôi nha. Đây là hàng chính hãng nội địa Nhật, cực kỳ hiếm có luôn, Aiwa. Made in Japan. Alo, 1 2 4 6. Alo, 1 2. Anh em sẽ thấy là cái chất echo của cái dòng BMB DAX55 cực kỳ chuẩn nha. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái phần music cho anh em. Anh em sẽ thấy là cái cổng BGM khi mà phát nhạc lên thì nó sẽ tự động chuyển sang ngõ là CD nha.
một người, nên nhà anh em chẳng còn sang trường. Hoa hẹn xưa còn ai đón ai đưa, mãi hôm nào mơ ước chuyện chờ. Chắc em cực kỳ quy luật nha. Tiết hoa đèn màu, anh nhìn xa nghe lòng mình nao. Rồi tắt EQ nè, bật EQ lên anh em sẽ thấy là chất âm nó sẽ khác biệt rất là rõ rệt nha. Cuối cuộc tình ướt nhỏ lời thế đời xa. Cực kỳ quy lực, sạch sẽ và sáng tiếng nha. Nội thất chiếc Camry BBDA X55 đủ căng sạch sẽ sáng màu. Dòng này thì nó sẽ đánh là 4 sò thang to nha, mỗi một sò thì to bằng cả ngón tay cái luôn, 4 con. Chiếc DSP to khủng luôn nha. Rồi đây là phần kết nối phía sau của cái bộ dàn nha. Đầu tiên là chiếc lọc Yamaha, bộ đen là AQ1100, tiền áp 100V và công suất là 9.5W nha. 9.5 nha nam. Rồi đây là tín hiệu âm thanh ngõ vào và out, nó sẽ đưa xuống chiếc âm đi. Ở phía sau này thì nó sẽ có cái công tắc gạt và cái volume của ngõ vào nha. Rồi ngoài ra nó vẫn có những cái cổng rề ao để ta có thể kết nối với lò sub hoặc là sử dụng nó để làm rề cũng rất là hay nha. Rồi model DA X55, tiền áp 100V và công suất là 220W. Hai cặp loa cùng lúc nha. Rồi trở kháng loa của nó là từ 4 ohm cho tới 16 ohm. Khi mà đánh loa A cộng B thì trở kháng tối thiểu là 8 ohm nha. Đây là cái phần kết nối của âm đi BMB DAX55 và đây là cái phần phía sau của đôi loa Boss 314 nha. 314. Rồi công suất thông thường của nó là 75W và công suất tĩnh của nó lên tới là 150W nha. Số series liền kề luôn ở chiếc loa bên đây, nó là 0033B made in Mexico nha, và loa đẹp góc cạnh hết luôn. Rồi một chiếc loa còn lại ở phía bên đây cũng là made in Mexico. A số series liền kề luôn, dòng loa Boss 314 nha. Rồi cũng trong tình trạng là đẹp long lanh góc cạnh và hoạt động hoàn hảo nha. Rồi về cái thông tin của em, đây là những cái thông tin về ngân hàng nè, anh em có thể dùng mã vạch để quét nè, Zalo cũng như là trang Facebook và địa chỉ của em nha. Anh em dùng quét thì nó sẽ nhận diện nhanh nhất nha. Có thể kết bạn Zalo để trao đổi thông tin và tài khoản ngân hàng, địa chỉ cụ thể của em nha. Rồi đây là một cái combo hoàn hảo để karaoke cho anh em muốn sở hữu một cái bộ dàn trọn vẹn. Và ngoài ra em vẫn bán lẻ từng món nha.
Thì anh em nào mua hàng thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Hành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.